Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 208, truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về dự thảo triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tập trung tối đa để đẩy nhanh tiến độ, trước mắt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản, thực hiện các dự án đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ban hành các nghị quyết của Chính phủ, triển khai các nghị quyết của Quốc hội. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị quyết của Chính phủ, triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 18 tháng 7 năm 2022. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng vừa có ý kiến truyền đạt về công tác chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng và các bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 195 của Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với tư vấn thiết kế, xác định hướng tuyến, mỏ vật liệu xây dựng, quy mô đầu tư dự án, bảo đảm chặt chẽ theo quy định pháp luật, hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trong tháng 8 năm 2022. Các bộ ngành ra soát thủ tục, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chuẩn bị triển khai lập hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo đúng quy định pháp luật, phấn đấu hoàn thành phê duyệt đầu tư dự án trong năm 2022 và khởi công dự án trong năm 2023. Thưa quý vị, trước tình hình số ca mắc dịch bệnh sốt xuất huyết liên tục tăng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về việc tổng vệ sinh triệt để nơi sinh sản của muỗi và tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh sốt xuất huyết trong mỗi người dân. Phường 22 quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng gần 50.000 hộ dân. Với đặc thù của phường có nhiều công ty, khu nhà trọ, hẻm nhỏ, nên từ khi có thông tin về dịch sốt xuất huyết, phường phối hợp với các khu phố, tổ dân phố thường xuyên tổ chức ra quân dọn dẹp xung quanh khu vực nhà ở, bãi đất trống. Đồng thời, phường còn tổ chức tuyên truyền phát tờ rơi hướng dẫn người dân dọn dẹp, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng, giúp người dân hiểu rõ nguồn truyền bệnh sốt xuất huyết. Theo thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày đầu tháng 7, thành phố có hơn 26.000 ca mắc sốt xuất huyết với tỷ lệ tăng 184,7% so với cùng kỳ năm trước. Chính vì vậy, việc tuyên truyền để người dân luôn hiểu rõ nguồn truyền bệnh và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết là một trong những cách hiệu quả. Thưa quý vị, câu chuyện bạo hành, bạo lực là nguyên nhân gây ra sự tan vỡ của rất nhiều gia đình. Tình trạng bạo lực đối với phụ nữ vẫn là vấn đề bị giấu kín trong xã hội Việt Nam, vì hơn 90% phụ nữ từng bị bạo lực không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào từ các dịch vụ công, và một nửa trong số họ thì cũng chưa bao giờ nói với ai khác về điều đó. Để kịp thời hỗ trợ những phụ nữ bị bạo hành, bạo lực trong gia đình, mô hình Ngôi Nhà Ánh Dương đã được ra đời, nơi cung cấp các dịch vụ đa dạng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, tư vấn, dịch vụ xã hội cho nhiều nạn nhân của bạo lực giới tại 20 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2020, Ngôi Nhà Ánh Dương do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc phối hợp triển khai đã nhận và hỗ trợ cho 300 phụ nữ bị bạo lực giới. Đường dây nóng hoạt động miễn phí 24/7, tiếp cận trung bình hơn 1.000 cuộc gọi hàng tháng. Nguyên tắc hoạt động hàng đầu của Ngôi Nhà Ánh Dương là bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới khi họ có nhu cầu tạm lánh, chăm sóc tạm thời. Mọi thông tin cá nhân được bảo mật tuyệt đối, mọi dịch vụ đều được sử dụng miễn phí, từ nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày cho đến nhu cầu được thăm khám sức khỏe ban đầu, tham vấn hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ tư pháp trong trường hợp cần thiết. Ở Việt Nam, đã có một số những dịch vụ hỗ trợ dành cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới. Tuy nhiên, ở đâu đó, mô hình này hoạt động vẫn chưa thực sự hiệu quả lắm. Tới Ngôi Nhà Ánh Dương, nạn nhân được tiếp cận với dịch vụ một cửa vào đúng thời điểm họ cần để cảm thấy an toàn, lấy lại cân bằng tâm lý, sức khỏe để tiếp tục tiếp cận các dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý hay tư pháp.
Mới đây tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã cam kết tiếp tục triển khai các hoạt động trong dự án xây dựng mô hình phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam do COICA tài trợ với tổng kinh phí là 250.000 đô la Mỹ. Thỏa thuận tài trợ cho giai đoạn chuyển tiếp sẽ có hiệu lực đến hết tháng 6 năm 2023. Ngôi nhà Ánh Dương cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện tại một điểm, bao gồm các hỗ trợ chăm sóc y tế, tư vấn, phúc lợi xã hội, an ninh và tư pháp. Vì vậy, các nạn nhân của tình trạng bạo lực giới không cần đi đâu để tìm kiếm các dịch vụ đó. Ngôi nhà Ánh Dương đầu tiên được chúng tôi triển khai ở tỉnh Quảng Ninh. Và theo dự kiến, năm nay chúng tôi sẽ xây dựng 3 mô hình nữa ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Với nguyên tắc hoạt động lấy nạn nhân làm trung tâm, những phụ nữ đến với ngôi nhà Ánh Dương được đối xử tôn trọng bình đẳng, bảo đảm yếu tố bảo mật về thông tin. Như vậy, việc thiết lập ngôi nhà Ánh Dương là nền tảng quan trọng đóng góp hiệu quả vào nỗ lực chung trong việc ngăn ngừa và ứng phó với tình trạng bạo lực phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam. Sáng ngày 17 tháng 7 tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, đông đảo đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị thành phố Hải Phòng đã hưởng ứng tham gia đợt thi đua cao điểm. Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022. Ngay trong chương trình Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới, thành đoàn Hải Phòng cùng các đơn vị đã huy động được gần 650 triệu đồng hỗ trợ xây nhà vệ sinh cho em, hoàn thành 2 tuyến đường xanh thanh niên tại xã Thanh Sơn và thắp sáng đường quê tại xã Tân Trào, trao tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, đoàn thanh niên các đơn vị đã thực hiện khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 80 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng trị giá là trên 20 triệu đồng. Thưa quý vị, nhằm thực hiện mục tiêu cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu do khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không hợp lệ, viết tắt quốc tế là IUU, các ngành chức năng tại Thanh Hóa thì đang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã xử lý vi phạm hành chính 77 chủ tàu với tổng số tiền phạt gần 470 triệu đồng. Các lỗi vi phạm thường gặp như không treo quốc kỳ, không có số đăng ký tàu cá, không ghi sổ nhật khai thác, tàng trữ công cụ kích điện trong quá trình khai thác. Ngoài các vi phạm hành chính vừa nêu, trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Thanh Hóa không có tàu cá nằm trong danh sách vi phạm IUU, không xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý. Để đấu tranh với hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không hợp lệ, lực lượng chức năng tại Thanh Hóa sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác hải sản trên biển, cửa lạch, bãi ngang và cảng cá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vừa qua, Hội đồng đánh giá xếp hạng các sản phẩm tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021. Hội đồng đánh giá xếp hạng các sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam năm 2021 đã nhất trí thông qua 24 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Như vậy, đến nay, Hà Nam đã có 65 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó 16 sản phẩm OCOP 4 sao, 45 sản phẩm OCOP 3 sao. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam yêu cầu các sở ngành liên quan tăng cường các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho các sản phẩm OCOP. Chủ các cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP cần chủ động, mạnh dạn hơn trong việc đầu tư, ứng dụng công nghệ vào sản xuất để cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bởi sau 3 năm, sản phẩm OCOP sẽ phải đánh giá, bình xét và xếp hạng lại. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chủ thể sản xuất tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, mô hình trồng nấm thay cho những vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho các hộ dân, người dân tộc thiểu số ở nơi đây. Trên địa bàn huyện Lạc Dương có 20 hộ dân trồng nấm hương theo chuỗi liên kết, trong đó hơn 70% hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Để giúp nông dân mở rộng quy mô sản xuất và thị trường, ngành nông nghiệp huyện Lạc Dương đang tiếp tục mở nhiều lớp tập huấn và chuyển giao kỹ thuật trồng nấm cho người dân. Nấm này là cái cây dược liệu mà nó có giá cả nó cao mà cái cách làm nó lại đơn giản. Về nấm hữu cơ thì tôi cũng rất là thích. Thích là thứ nhất là nó sạch, công việc thì nó cũng nhẹ nhàng. Qua một thời gian triển khai
thì cũng cơ bản là mô hình đã có hiệu quả cho bà con nông dân. Mô hình này cũng là cái mô hình để cho người dân được học tập và để thấy được là cái nông nghiệp hữu cơ là có rất là có hiệu quả. Có thể thấy, nấm hương là loại cây trồng mới khá thích nghi với khí hậu thổ nhưỡng vùng đất Lạc Dương. Mô hình này sẽ góp phần giúp địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tiến đến xây dựng vùng sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, hình thành tư duy sản xuất mới cho nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.